Đây nè, tôi nói bị con nít lớp 1 ở Mỹ nè, 7 giờ khoảng 7 giờ 40, 7 giờ rưỡi gì đó là cha mẹ phải đưa nó tới trường nè. Đó, mà từ 8 giờ đến 8 giờ 15 á, là coi như là nó ở trong lớp nó này kia. Xong xuôi 8 giờ mấy á, là cô giáo với học sinh nói chuyện qua lại này nọ, ăn uống này kia, chút đỉnh tùm lum tà la đại khái vậy. Rồi đến 9 giờ á, là tụi nó đi đọc EA này kia. Xong xuôi 9 giờ xong đến 10 giờ là bắt đầu ra chơi rồi. Rồi xong, nó chơi rồi, nó chơi xong đến 10 giờ, 11 giờ trưa vậy đó. Ở bên Mỹ là không có nghỉ trưa đó, ăn trưa thôi nhưng mà không có ngủ đó, là đi học như vậy. Xong nó ra học gì đó, tôi vô tôi coi con nít nó học rồi. Rồi đến 11 giờ rưỡi trưa á, là cô giáo cho nó ra nó tập viết. Mỗi đứa cái bảng, nó muốn viết viết, nó không viết coi à. Ở trên này cô dạy nó chữ A, chữ B, chữ C, A, B, C gì đó. Nó quẹt vậy đó. Rồi bữa nào cô đọc thơ cho nghe, cho nó cả lớp hát. Rồi xong cho dậy xong, xong bắt đầu đến trưa cái đen cái đến 11 giờ 15 trưa cái ăn cơ, ăn vô ăn cái phát đứa cái bánh cái gì đó, ăn xong cái nghỉ đâu khoảng chừng có 15 phút gì à, là bắt đầu chưa đến giờ nó giờ đọc sách cho bé nghe. Đó là cô đọc sách cho nghe, đọc xong rồi bắt đầu đọc xong rồi cái gì khoảng 30 phút gì đó, rồi bắt đầu đến cái giờ cho tụi nó viết là có cái bảng ra, bắt đầu mỗi đứa có cái cuốn tập cũng ra cũng cầm cái viết vậy, thấy không, viết khoảng đâu nửa tiếng gì đó là viết theo cái chữ đó, rồi gắp chữ xong xuôi đã đời đến khoảng chừng 1 giờ rưỡi trưa gì đó là nó học tới toán đó, 1 bằng 2, 2 cộng 4 cộng 8 gì đó, nó viết vậy xong rồi bắt đầu đến khoảng chừng 1 giờ rưỡi gì đó nghỉ tiếp, lúc đó giờ đó là giờ gọi là giờ ăn nhẹ, ăn tiếp nữa đó, cho cái bánh cái gì đó, uống miếng nước trái cây gì đó đại khái vậy. Xong xuôi bắt đầu đến giờ thể dục, là cái đầu có cô giáo dạy thể dục ra múa quơ tùm lum tà la hết. Xong xuôi rồi trước khi mà đi về đó, là lúc đó mới học gọi là kiến thức xã hội đó, kiến thức xã hội là ok tổng thống vàng cái lớp vàng đó vàng cái xã hội sao nó có cái gì, cái ngành nghề đó nó ăn sao gọi là kiến thức xã hội, mỗi ngày học chút rồi hết xong beng tan học đó, là khoảng chừng 3 giờ là hết giờ là xong học vậy đó. Nó không có gì hết đó, đi về mỗi đứa lớp 1 mỗi đứa có một tờ giấy à, hoặc là cái cuốn tập của nó mỏng lét gì nè, không có cái cuốn sách gì hết đó, cái ba lô nhẹ hiều luôn, nó vừa đi vừa quơ luôn đó. Thì tôi nói vậy để cho quý vị thấy đó, còn cái gì đâu, mẹ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi học cái cuốn tập một đống gì nè, thấy không, tôi nói vậy để cho quý vị thấy đó. Tức là tại sao cái tuổi đó là cái tuổi nó chơi, nó học một cách tự nhiên thôi, nó thích cái gì nói đó, nó muốn học gì học đó, nó thích vẽ đến giờ cô giáo cho vẽ, muốn màu đỏ màu xanh, muốn quẹt gì quẹt đó, nó ngồi đó nó cứ như vậy nó quẹt gì đó rồi chơi. Rồi có gì á, rồi cái quan trọng của nhà trường là gì, cái tuổi đó là người ta theo dõi à, cái này nó thích vẽ là cái có cái cô giáo họ trao đổi với phụ huynh liên tục, họ bắt buộc á là cha mẹ phải liên lạc nhà trường hoài luôn. Mà bây giờ nó đủ điều kiện đó, ở trên mạng cũng có online rồi gửi cái gì, rồi cái bài tập về nhà của nó là cái đứa nhỏ đi học á, nó có cái phong bì cô giáo mới bỏ cái đó vô đó, là đem về là phải đưa cái đó cho ba mẹ nó mới gỡ cái đó ra, ở trong đó là có cái bài tập về nhà của nó đó, cái gì đó, rồi nó làm xong cha mẹ phải ký vô cái bài đó rồi mới xếp lại, mới bỏ vô trong cái bao thơ gài lại nhét vô cái ba lô cho nó, ngày mai nó đi học vô trong trường nó mới lấy cái đó ra nó nộp cho cô giáo à, cô giáo coi là cha mẹ có gì không, ở trong trường có cái gì là cô là cái trường đó nó liên lạc với lại cha mẹ phụ huynh liền, là bé nó dày là người ta hỏi liền đó, là nó như vậy chứ nó không phải nó nhồi nhét thông tin vô trong đó, nó cho con cái đầu người ta có cái thể chất tự nhiên nhất,